Quý khán giả thân mến, giải phóng phụ nữ và tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện là một trong những mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam. Trong suốt quá trình cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và có kế hoạch thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Trong những năm qua, lực lượng lao động nữ trong xã hội vẫn có xu hướng gia tăng. Hầu hết các chị đã phát huy được truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, tận tụy, nhiệt tình, trách nhiệm trong học tập, lao động và công tác, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước, chính quyền địa phương, đồng thời còn xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững. Trong chương trình Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ hôm nay, mời quý khán giả theo dõi phóng sự ghi nhận về hoạt động bình đẳng giới do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành thực hiện. Trong một buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Thành Nam, có nhiều chị em hội viên tham gia. Trong buổi sinh hoạt lần này, các chị được nghe thông tin tuyên truyền về pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mỗi người dân Việt Nam phải sống và làm việc theo pháp luật, cũng như những chủ trương, đường lối, chính sách của nhà nước để tránh không vi phạm pháp luật, đồng thời vận động gia đình, người thân, những người dân xung quanh mình tăng cường hiểu biết và nhận thức, tránh xa những việc làm trái pháp luật. Qua một buổi tuyên truyền, cũng đã góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật, đặc biệt các chính sách pháp luật có liên quan đến quyền lợi phụ nữ, trẻ em và của công dân, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, giữ vững tình hình ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ngoài ra, các chị em còn được nghe tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật đất đai, bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Quan trọng trong đó là vấn đề bình đẳng giới. Mặc dù bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ hiện nay có nhiều tiến bộ đáng kể, nhưng trên thực tế, khoảng cách về giới vẫn còn tồn tại. Chính vì thế, việc làm thay đổi nhận thức và hành động của cả hai giới là điều mà Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Thành Nam quan tâm thực hiện trong suốt thời gian qua. Tôi cũng về để tuyên truyền cho tổ viên mình để là cái luật bình đẳng giới bây giờ không còn trọng nam khinh nữ nữa. Phụ nữ dẫn ra xã hội làm tốt công việc mà đảm việc nhà nữa. Rồi phụ nữ ta giờ cũng là lãnh đạo, rồi cũng là cũng một giám đốc tập đoàn công ty. Nên không có còn trọng nam khinh nữ nữa mà phải bình đẳng nhau, nam nữ như nhau. Đừng có như ngày xưa cái định kiến đó, thà hợp xóa bỏ đi. Con cái trong nhà nam nữ cũng như nhau. Con gái cũng làm tốt nhiệm vụ ở ngoài xã hội mà việc nhà nữa. Rồi vợ chồng thì về nhà phân công với nhau làm. Không phải bà bắt vợ để là cơm nước gì hết. Chồng rảnh thì cũng phải vô phụ vợ. Những cái tiên truyền đó, nhà hậu viên mình giờ rất là tốt, rất là tiến triển. Thời đại 4.0 rồi, tôi có nói như vậy là phải, mình cũng phải, mình phụ nữ mình cũng phải đứng lên chứ. Đâu phải mà để cứ ở nhà cơm nước rồi này kia. Nam làm được, nữ làm được, ra xã hội cũng vừa công tác, kiếm tiền cũng rất là giỏi, có khi giỏi hơn nam nữa mà. Rối bản thân tôi, chồng mất mấy năm nay, tôi vừa làm kinh tế, vừa nuôi con ăn học thành tài, rồi vừa tham gia công tác phụ nữ, rồi tôi cũng động viên những chị em, ồ không phải tối ngày mình nhà, cứ tham gia với phụ nữ đi, rồi những có cái chuyện gì người ta cũng giúp đỡ cho mình, nên rất là mấy hậu viên rất là hoan nghênh. Chị em không chỉ thể hiện được vai trò của mình ngoài xã hội mà còn làm tốt vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình. Nam giới, nhất là người chồng, người cha phải luôn hiểu, quan tâm, yêu thương và chia sẻ cùng chị em, tạo động lực cho chị em phát triển về mọi mặt, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế xã hội, khẳng định vai trò của nữ giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Về cái bình đẳng giới thì nó có như thế này, là do cái quá trình hoạt động của phụ nữ trong công tác chăm lo, chăm sóc đời sống cho phụ nữ rất tốt. Vậy cho nên trong gia đình, nhất là những cái ông chồng lớn tuổi hơi khó tính, nhìn thấy được công việc làm của phụ nữ, người ta rất là tâm đắc. Từ đó là cái vai trò phụ nữ mới được nâng lên. Và cái tiếng nói của người phụ nữ nó lại có cái chất lượng, cái trọng tâm chút. Nên là cái cuộc sống của phụ nữ đối với mặt gia đình mỗi ngày về cái tinh thần, vật chất và tư tưởng được nâng lên cao. Và cái hòa đồng của cuộc sống gia đình người ta thấy rất là hạnh phúc. Lý do là chồng nói, vợ nghe, và vợ nói, chồng nghe. Thì hầu như là tôi thấy là ở xung quanh đây, trong xã này là đa số cái phần đông là về sắp xếp công ăn việc làm cho gia đình, kể cả học hành của con cái đều là bàn tay người phụ nữ hết.
À, các ông thì có nhiệm vụ chạy vòng ngoài, la ơi ới vậy thôi, chứ thực sự kiếm được ít vật chất đem về cho vợ hoàn toàn đảm đang. Chi ly từ ly từ tí, từ cái ăn, cái học, cái ly, cái đứng, cái nghỉ ngơi và cái dạy dỗ giáo dục cho con của mình, cho cháu của mình á, trở thành người tốt của xã hội cũng là do phụ nữ nhiều hơn mấy ông. Qua cái nhận xét của tôi á, cái người đàn ông hiện nay á, là lấy cái tiêu chuẩn là thông cảm cho người phụ nữ và hiểu người phụ nữ, thì cái đó là cái tốt nhất hàng đầu. Vì sao bây giờ không thể như hồi xưa nữa, phụ nữ chỉ biết là ở nhà quay quần với nồi cơm, à, với cái sân, cái nhà quét sao sạch sẽ, không phải. Mà phụ nữ bây giờ đóng công góp sức với xã hội rất nhiều. Có thể là có những cái nó vượt hơn nam giới nữa. Vậy nên người đàn ông ở trong gia đình ta phải thông cảm, giờ nào là cái người phụ nữ người ta sắp xếp công việc nhà. Công việc nhà rất nhiều, vừa gia đình, sinh hoạt gia đình, vừa con cái ăn học, rồi về công tác xã hội. Người phụ nữ họ hay lắm ăn, cái là giữa gia đình người ta sắp xếp ổn nè, và công tác xã hội ở ngoài xã hội người ta sắp xếp thời gian riêng biệt của người ta. À, thì cái này là hết sức thông cảm và cần nên hỗ trợ những việc làm của phụ nữ mới đúng hơn. À, thì đó là cái hạnh phúc của vợ chồng rồi. Sau khi một ngày quần quật, vừa cơm áo gạo tiền gia đình, vừa với xã hội xong về, người phụ nữ tiếp tục đảm đang những cái việc nhà của gia đình. Thì tất nhiên người đàn ông phải thương người phụ nữ nhiều hơn chút chứ. Bên cạnh đó, bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ là một yêu cầu khách quan của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ tiếp tục kiện toàn, củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực chủ động tham mưu đề xuất cũng như đa dạng hóa các hình thức để tập hợp các đối tượng phụ nữ, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Trong tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023, thì ban chỉ đạo cũng đã triển khai các chính sách liên quan đến bình đẳng giới cho cán bộ và các hội đoàn thể để cùng nhau thực hiện. Thì bên cạnh đó thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Thành Nam cũng đã thành lập các cái mô hình như là câu lạc bộ dưỡng sinh, tổ phụ nữ công nhân nhà trọ, thì để giúp các chị có ngoài cái công việc mệt mỏi hàng ngày có cái cơ hội để giao lưu và chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng giống như là những cái khó khăn cho hội. Thì qua những cái tuyên truyền thì các chị cũng đã nâng cao thêm được những cái kiến thức về luật hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực, như là cách chăm sóc sức khỏe và an toàn về thực phẩm. Qua các buổi tuyên truyền thì nam giới cũng nhận thức hơn về cái trách nhiệm và vai trò của mình trong gia đình, biết chia sẻ về việc chăm sóc và nuôi dạy các con, tạo điều kiện để cho các chị tham gia các phong trào ngoài xã hội. Hướng tới thì trong công tác bình đẳng giới thì hội sẽ cố gắng tiếp tục tuyên truyền và rộng rãi hơn nữa cho các hội viên của mình để hiểu biết hơn về cái luật hôn nhân gia đình cũng như là việc phòng chống bạo lực gia đình và những cái quyền lợi của các chị em, để các chị em được phát triển hơn trong cái thời gian tới. Về cái tuyên truyền thì mình sẽ lồng ghép vào những cái buổi hái hoa dân chủ, là những cái trò chơi dân gian để mà cho gần gũi hơn với các chị em, để các chị em dễ dàng nắm bắt được cái kiến thức. Bình đẳng giới trong xã hội hiện nay không chỉ đơn thuần nói về sự bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, mà còn cả những người có giới tính khác đều được hưởng những điều kiện như nhau để thực hiện đầy đủ quyền con người và có cơ hội đóng góp thụ hưởng những thành quả phát triển của xã hội nói chung và cán bộ hội viên phụ nữ nói riêng. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Thành Nam nói riêng cũng như các hội liên hiệp phụ nữ trong tỉnh nói chung cùng các gia đình tiếp tục xây dựng mái ấm gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Quý khán giả thân mến, chương trình Bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.